Kính chào quý khán giả và quý bà con, Khánh Tường và Ánh Nguyệt rất vui được gặp lại quý bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Trong khung giờ quen thuộc tối nay ngày 28 tháng 4 năm 2019, chúng tôi tiếp tục chia sẻ những thông tin mới, hấp dẫn và thiết thực liên quan đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng và nhiều địa phương trên cả nước. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt dự án nuôi trồng thủy sản và thu mua chế biến nông sản trên tổng diện tích gần 974.400 m². Người dân ồ ạt phá lúa trồng mít Thái siêu sớm, cảnh báo nguy cơ cao khi nhà nông chưa đảm bảo đầu ra. Khuyến khích nông dân các địa phương thực hiện chuyển đổi và phát triển các loại cây trồng có khả năng chịu hạn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cảnh báo người dân miền Tây tự ý trồng độc dược để làm thức ăn gia súc. Con số hôm nay, xuất khẩu cà phê sang Ấn Độ sụt gần một nửa, dự kiến tiếp tục giảm trong thời gian tới. Thưa quý vị và bà con, mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là một số thông tin về tình hình sản xuất nông nghiệp đáng chú ý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Quý vị và bà con thân mến, mở đầu chương trình tối nay là thông tin về dự án nuôi trồng thủy sản và thu mua chế biến nông sản hùng hậu vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt trên tổng diện tích gần 974.400 m² tại xã Lộc Thanh và phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc. Theo đó, chủ đầu tư là công ty cổ phần phát triển Hùng Hậu được triển khai dự án theo thỏa thuận quy hoạch với các tỷ lệ diện tích gồm gần 53% đất mặt nước, 13% đất cây xanh, 18% đất hành lang bảo vệ mặt nước, đường cao tốc và hành lang an toàn lưới điện, 10,5% đất vườn ươm và đất công trình có mái che, còn lại 5,5% đất giao thông và đất sân bãi. Cụ thể, những công trình có mái che của dự án như công trình thu mua chế biến nông sản 21.600 m², kho đông lạnh 6.000 m², kho chứa nguyên liệu chế biến và kho ươm cá giống 6.000 m², trạm xử lý nước thải 1.250 m², khu điều hành 2.400 m². Thưa quý bà con, với tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, tài nguyên đất đai, nguồn nhân lực và điều kiện sinh thái phù hợp cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nhất là những loại nông sản đặc sản có ưu thế như rau, hoa cao cấp. Đến nay, toàn huyện Lạc Dương hiện có 738 hectare sản xuất nông nghiệp trong nhà kính, thu nhập bình quân trên đơn vị diện tích đất canh tác đạt 225 triệu trên 1 hectare. Trên địa bàn huyện được phê duyệt 4 khu và 1 vùng quy hoạch sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó, một khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng tại xã Đạ Sa với quy mô trên 221 hectare, thu hút hơn 28 doanh nghiệp, 4 hợp tác xã, 2 trang trại đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, một số doanh nghiệp đang triển khai sản xuất rất có hiệu quả như trồng rau thủy canh, trồng dâu tây chất lượng cao, trồng rau củ quả. Và kính thưa quý bà con, Lâm Đồng hiện có gần 174.000 hectare cà phê. Hiện Lâm Đồng đã xây dựng và phát triển thành công gần 57.000 hectare cà phê được cấp chứng chỉ bền vững theo các tiêu chuẩn quốc tế UTZ 4C, đồng thời hình thành được 5 vùng cà phê ứng dụng công nghệ cao với quy mô diện tích khoảng 1.500 hectare tại các huyện Lâm Hà, Bảo Lâm, Lạc Dương và Di Linh. Để tiếp tục nâng cao giá trị sản phẩm cà phê, tỉnh đang tập trung nhiều giải pháp để thúc đẩy phát triển cà phê theo chuỗi nông sản toàn cầu, trong đó có việc đẩy mạnh thực hiện đề án tái canh cà phê, xây dựng vùng sinh thái để chuyển sang trồng cà phê chè, vì không ở đâu có vùng sinh thái cà phê chè tốt như ở Lâm Đồng. Đặc biệt là tại Cầu Đất, Đà Lạt, Lâm Đồng cũng tiếp tục lựa chọn giống chất lượng cao, khuyến khích các doanh nghiệp vào đầu tư ở Lâm Đồng theo hình thức liên kết, thực hiện các mô hình liên kết chuỗi, đặc biệt là các mô hình phát triển nông nghiệp bền vững đối với cây cà phê, triển khai một số mô hình quy mô lớn để tham gia chuỗi toàn cầu. Liên tục chương trình, khuyến khích nông dân các địa phương thực hiện chuyển đổi và phát triển các loại cây trồng có khả năng chịu hạn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cảnh báo người dân miền Tây tự ý trồng cần sa độc dược để làm thức ăn gia súc. Con số hôm nay, xuất khẩu cà phê sang Ấn Độ sụt gần một nửa, dự kiến tiếp tục giảm trong thời gian tới. Xin được chuyển đến những thông tin liên quan đến tình hình sản xuất nông lâm ngư nghiệp đáng chú ý của bà con nhiều địa phương trên cả nước. Quý bà con thân mến, vụ lúa hè thu sớm năm nay, nông dân trồng lúa ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã mạnh dạn chuyển đổi hàng trăm hecta đất trồng lúa sang trồng mít Thái siêu sớm. Việc chuyển đổi này nhìn chung phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của vùng đất Cai Lậy.
Tuy nhiên, việc chuyển đổi mang tính tự phát ồ ạt này của nông dân sẽ có nguy cơ đối mặt với cảnh được mùa mất giá do nguồn cung có thể vượt cầu trong thời gian tới. Do sản xuất lúa cho thu nhập khá thấp so với cây ăn trái, trong đó mít Thái là loại cây dễ trồng, chi phí sản xuất thấp, cộng thêm giá mít Thái ổn định ở mức cao trong khoảng 3 năm trở lại đây. Nên vụ lúa hè thu năm nay, nông dân đã chuyển đổi hàng trăm hectare đất trồng lúa để chuyển sang trồng mít Thái siêu sớm với mục tiêu sẽ nâng cao nguồn thu nhập cho gia đình. Hầu như giờ đây, khi đến các địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, đâu đâu cũng thấy mít Thái. Trước giờ mấy chục năm nay gia đình tôi làm lúa mà nhưng có không có lợi nhuận cao, nhiều khi trúng lúa mà không có trúng giá, rồi nhiều khi trúng giá mà không có trúng lúa. Rồi thấy người ta trồng mít thấy sao quán có giá quá, rồi cái gia đình tôi sang qua trồng mít, thấy giá mít này ổn định cũng mấy năm nay. Mấy năm nay thì tôi trồng lúa, giá cả thì nó bấp bênh, nên tôi chuyển vụ qua lên trồng mít. Chọn loại cây trồng cho năng suất cao, giá cả ổn định là mục tiêu chung của người nông dân để nâng cao lợi nhuận trong sản xuất. Tuy nhiên, việc trồng mít ồ ạt không theo quy hoạch như thế này thì lại là một điều đáng lo ngại, bởi nguy cơ được mùa mất giá là có thể xảy ra. Chính vì vậy, nông dân cần tính toán kỹ lưỡng trước khi chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng nhằm đảm bảo nguồn thu nhập của gia đình được ổn định theo hàng năm. Xin được chuyển đến một thông tin đáng chú ý liên quan đến câu chuyện sản xuất tại vùng đất khác Ninh Thuận. Thưa quý bà con, trước hiện tượng thời tiết cực đoan, khô hạn thường xuyên diễn ra, tỉnh Ninh Thuận đã và đang khuyến khích nông dân các địa phương thực hiện chuyển đổi và phát triển các loại cây trồng có khả năng chịu hạn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Những năm trước, cứ vào mùa khô hạn, hai sào lúa của gia đình bà Mang Thị Liên ở xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc phải bỏ hoang vì không đủ nước tưới. Tuy nhiên, vụ hè thu năm 2019 được địa phương vận động chuyển đổi cây trồng và hỗ trợ một phần giống, vật tư nông nghiệp, bà Liên chuyển đổi sang trồng đậu phộng trên nền đất lúa. Thì làm hai sào lúa này, rồi không có nước rồi bây giờ chuyển vào đậu phộng. Giờ thì hợp tác người ta biểu làm sao thì bà con ta cũng làm vậy. Theo ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận, vụ hè thu và vụ mùa năm 2019, Ninh Thuận sẽ tiếp tục chuyển đổi trên 970 hectare đất trồng lúa năng suất kém, đất thường xuyên thiếu nước tưới sang trồng các loại cây ngắn ngày có lợi thế như ngô, kiệu, dưa, rau đậu các loại và các loại cây trồng dài ngày như nho, táo, măng tây, bưởi, điều, dừa. Tỉnh Ninh Thuận khuyến khích nông dân áp dụng các biện pháp tưới nước tiết kiệm, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhân rộng và phát triển các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu cho hiệu quả kinh tế cao. Xin được chuyển đến một thông tin cảnh báo nhà nông đáng chú ý. Quý bà con thân mến, thời gian gần đây, lực lượng chức năng tại các địa phương liên tiếp phát hiện, thu giữ số lượng lớn cây cần sa được trồng xen lẫn trong vườn cây của người dân. Nhiều hộ dân biện minh không biết đây là cây cần sa hoặc trồng cây độc dược này để cho gia súc, gia cầm ăn. Tuy nhiên, trồng cây cần sa vì bất kỳ mục đích nào cũng đều là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm minh. Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long vừa phối hợp với công an xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long tiến hành kiểm tra, phát hiện trong khu vườn của 4 hộ dân gồm ông Nguyễn Văn Thung, 51 tuổi, ông Bùi Thanh Hiền, 57 tuổi, ông Bùi Văn Bạch, 51 tuổi và anh Bùi Hữu Đạo, 36 tuổi, cùng ngụ tại xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình, đang trồng nhiều cây cần sa. Lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản vi phạm, nhổ và tịch thu 432 cây, có tổng trọng lượng là 265 kg. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng người dân lén lút trồng cần sa, một phần là do nhận thức sai lệch về tác dụng của cây cần sa. Đa số họ cho rằng cây cần sa có tác dụng rất tốt trong việc điều trị bệnh và phát triển cho gia cầm. Cũng đi với Trà Vinh đánh giá với rồi gặp người này người kia người ta mua rồi cũng tìm tòi hỏi thăm rồi người ta nói vậy đó, giờ về trồng để nuôi gà rồi mua. Tôi cũng mới trồng mấy cây này cũng 2 tháng nay mà tôi cũng không biết nó là nguy hiểm như thế nào. Người ta nói cho gà vịt ăn là tốt, không bị bệnh hoạn nên người ta cho học tôi mới về tôi ương tôi trồng. Trồng cây cần sa để cho gia súc, gia cầm ăn nhằm tăng sức đề kháng, phát triển nhanh là một quan niệm sai lầm, không có cơ sở khoa học. Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia trồng, tàn trữ cây cần sa với bất cứ mục đích nào. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục Con số hôm nay. Thưa quý bà con, trong quý 1, kim ngạch xuất khẩu cà phê sang Ấn Độ giảm tới gần 42%. Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại cho biết, theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan,
trong quý 1 năm nay, kim ngạch xuất khẩu nông lâm, thủy sản sang thị trường Ấn Độ đạt 95,31 triệu USD, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, mặt hàng cà phê ghi nhận mức giảm mạnh nhất tới 41,9%. Do nguồn cung cà phê nội địa Ấn Độ lạc quan hơn dự kiến, nên xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường này có thể giảm trong thời gian tới. Sản lượng cà phê của Ấn Độ trong niên vụ 2018-2019 dự báo tăng hơn 1% lên 319.000 tấn so với niên vụ 2017-2018. Sự gia tăng này được cho là nhờ sản lượng cà phê Robusta tăng cao. Mặc dù mưa lớn ảnh hưởng đến vụ mùa ở Karnataka, tỉnh sản xuất cà phê chính của Ấn Độ. Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại cho biết hiện nay, Việt Nam đề nghị Ấn Độ xem xét giảm thuế nhập khẩu đối với nông sản Việt Nam hiện ở mức rất cao như hồ tiêu 51%, cà phê 50%, thủy sản đông lạnh 30%, thanh long, nhãn 30%, điều chế biến từ 18 đến 30% để góp phần cân bằng cán cân thương mại nông sản hai chiều và phản ánh đúng thực tế mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Nếu đề nghị này được phê chuẩn, sẽ là điều kiện cho sản phẩm nông sản Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu vào Ấn Độ. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho một chuyện nhà nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh hoạt động sản xuất đáng quan tâm của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Quý bà con thân mến, trong chuyên mục chuyện nhà nông ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn với vị khách mời đặc biệt của 365 ngày chuyển động, đó là anh Lưu Quốc Chính, công ty Macca Việt, xung quanh câu chuyện chăm sóc cây macca. Vâng, sau nhiều năm thăng trầm thì đến thời điểm hiện tại có thể nói là cây macca đã có chỗ đứng khá ổn định trên thị trường. Ngay bây giờ mời bà con và các bạn cùng gặp gỡ với anh Lưu Quốc Chính để cùng tìm hiểu một số kỹ thuật chăm sóc macca. Vâng, xin chào anh ạ. Hiện nay thì bà con nông dân đang quan tâm đến việc chăm sóc macca làm sao để đạt năng suất và chất lượng cao nhất. Anh có thể chia sẻ một vài kỹ thuật ạ? Những bà con nông dân mà đã song hành với chúng tôi thì chúng tôi đều hướng dẫn rằng bà con phải tỉa tán này, chăm sóc này, rồi tưới nước này, bỏ phân một cách đầy đủ. Tại vì trước đây toàn bộ là trồng sen hết, cho nên là cái năng suất nó thấp. Còn bây giờ tỉa tán tạo cành thì cái macca cho thu nhập tốt hơn rất là nhiều. Vậy thì cách tỉa cành tạo tán như thế nào đối với macca để macca có thể phát triển được tốt nhất thưa anh? Tỉa tán ấy, thì bà con nên tỉa theo cái hướng đông tây để làm sao ánh sáng nó lọt vô trong được, thì nó vừa xua đuổi côn trùng vừa tạo cái ánh sáng thông thoáng thì cái macca nó mới đậu trái được. Thì chính vì như vậy thì mới tạo cái năng suất cao được. Vậy thì chế độ dinh dưỡng cho macca nó có cần phải đặc biệt không hay là chỉ cần theo những cái cây trồng chính thôi ạ? Thực trạng ấy, thì là cây macca đang trồng sen, cho nên cái hướng phân bón ấy và thuốc bảo vệ thì nó đều theo cây cà phê là chính. Bà con gọi là cây ăn theo. Thì nhiều nhà vườn hiện trạng là gần như là ta không bỏ phân cái macca. Tại vì nó cũng cho thu nhập trước đây là không có nhiều. Nhưng đến khi thu nhập lớn rồi thì chúng tôi đang hướng dẫn bà con là nên chăm sóc một cách đầy đủ hơn. Cây macca ấy là nó cho cái lượng trái rất là nhiều, cho nên bà con mình cần phải bỏ phân với cái lượng nhiều hơn nữa. Ví dụ là sang năm tuổi 3, tuổi 4 và tuổi 5, tuổi 6 khi đã vào thu hoạch chính, từ tuổi 7 đến tuổi 8 thì bà con nên bỏ khoảng chừng 3 kg phân cho một cây macca. Như thế nó sẽ tạo năng suất và đậu trái nhiều hơn. Đối với việc thu hoạch thì như thế nào thưa anh? Tại vì hiện nay là bà con nông dân cũng chưa nắm bắt được kỹ thuật thu hoạch cho lắm, dẫn đến ảnh hưởng đến cái chất lượng của hạt macca thành phẩm sau này. Những cái hộ gia đình mới và đang cho thu hoạch mà những năm bói, những năm đầu tiên thì cái khó khăn nhất đó là cái việc thu hái chưa đạt chuẩn, chưa đủ chất lượng. Thì đây là những khuyến cáo đầu tiên mà chúng tôi muốn đưa đến cho bà con. Đây là cách thu hái già, hạt màu trong đen, phần vỏ màu nâu, đó là những hạt đã già rồi. Còn đây là những cái hạt chưa đạt tiêu chuẩn, nấm màu trắng, thì cái hạt này không đạt chất lượng. Và còn đây là những hạt non, thì đấy là những cái khuyến cáo đầu tiên như thế. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh. Kính thưa quý bà con, nội dung đáng chú ý vừa rồi của chuyên mục Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc gọi điện qua số điện thoại 02633 829 930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.